Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế trong sáng nay đã có buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề về việc bảo vệ, phát triển rừng bền vững và động vật hoang dã. Đây cũng là lần đầu tiên mà cử tri thuộc Hội Chủ rừng Phát triển Bền vững tỉnh được đặt hàng đoàn đại biểu Quốc hội nhằm giải quyết những vấn đề bức thiết liên quan đến hoạt động của mình. Hiện nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã trồng được trên 7.600 hectare rừng gỗ lớn đạt chứng chỉ FGC trên địa bàn. Công tác bảo vệ động vật rừng hoang dã được Hội Chủ rừng Phát triển Bền vững quan tâm và thành lập mạng lưới tuyên truyền, cộng đồng nói với cộng đồng. Nhờ đó mà đã ngăn chặn hiệu quả nạn săn bắt thú rừng. Cử tri kiến nghị là cần phải xử lý nghiêm minh hơn những hành vi tận diệt động vật rừng, có cơ chế khen thưởng, vinh danh những người làm tốt trong công tác này. Kiến nghị đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sớm có tiếp xúc cử tri chuyên đề về bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý rừng bền vững. Lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiếp thu các ý kiến kiến nghị, nhất là đối với vấn đề sửa đổi luật lâm nghiệp, bổ sung nội dung về bảo vệ động vật rừng hoang dã. Đối với một số vấn đề khác, đoàn tổng hợp để làm việc với các ngành liên quan trong thời gian tới.